chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Bà Mẹ Quê. Mình xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn chay vô cùng đơn giản mà dễ thực hiện nữa. Đó là cá cơm kho sả ớt. Cá cơm kho sả ớt này mình làm từ hoa chuối đó các bạn. Cá cơm thì giòn giòn nè, mùi sả thì thơm nồng, kèm thêm vị cay cay của ớt nữa. Ăn cơm nóng thiệt là hết sảy luôn đó các bạn. Và đây là cái đĩa cá cơm mình vừa làm xong nè, có màu cũng rất là đẹp luôn ha. Cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Các bạn nào thích món này thì hãy vào bếp và cùng làm với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị nè. Ở đây mình có 150g trái chuối nhỏ, trái chuối non á các bạn. Đây là những trái chuối mà mình làm gỏi gà hôm trước mình chừa lại nè. Bây giờ mình sẽ tách rời trái chuối ra như thế này để một hồi mình chiên nhìn nó ngon hơn. Phần trái chuối non này nè, các bạn chọn bắp chuối hột nè, lấy đi cái phần trái non thì nó sẽ ngon hơn. Trái non thì nó có độ ngọt và nó không có vị chát. Và nguyên liệu tiếp theo mình có đó là sả. Sả này mình sử dụng là 2 muỗng canh sả băm, 1 muỗng canh tương ớt. Các bạn có thể sử dụng trái ớt cũng được. Gia vị thì mình có là 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường và một chút xíu bột ngọt. Tiếp theo nữa mình có là bột chiên giòn. Bột chiên giòn này là chai mặn đều dùng được nè các bạn. Đã gọi là kho thì không thể nào thiếu là nước tương rồi phải không các bạn. Và dầu ăn. Dầu ăn thì mình sử dụng dầu đậu nành. Bây giờ thì mình đi pha bột nhé. Mình chuẩn bị một cái tô rồi nè. Pha bột này thì mình dùng 4 muỗng canh bột và 4 muỗng canh nước. Lượng bột và lượng nước bằng nhau sẽ cho ra độ sệt của bột vừa phải để các bạn chiên. Cho vào một ít nước, các bạn khuấy cho nó đều, cho nó đừng có bị ốc trâu trước hả. Sau đó mình sẽ cho bột ngọt vào, rồi mình mới thêm nước nữa nha. Bột của mình nó mịn nè, bây giờ mình sẽ cho bột ngọt vào. Bột ngọt này sẽ giúp cái trái chuối mình chiên nó không bị kết dính với nhau. Mỗi trái chuối nó rời nhau và nó có độ giòn rất là giòn luôn. Và các bạn muốn giòn thêm nữa thì mình cho vào cái phần bột này nè, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh thì bột của mình nó rất là giòn luôn. Bây giờ thì khuấy thật đều tay lên. Các bạn thấy không, cái phần bột của mình nó vừa phải luôn rồi nè, nó có độ sệt rất là sệt nè. Độ sệt này là vừa chiên luôn á. Giờ thì cho trái chuối vào, trộn đều lên. Sau đó các bạn để 15 phút sau thì các bạn mới mang đi chiên nha. Bật một chảo dầu lên bếp, khi chảo dầu đã âm ấm thì mình cho trái chuối vào và cho từng trái nha. Cho từng trái như thế này thì nó sẽ không có bị dính vào nhau. Dầu nhiều cho nên chuối của mình rất là mau giòn luôn. Các bạn chuẩn bị một đôi đũa sạch, sau đó mình sẽ gấp cái phần chuối này ra. Cái đôi đũa mà mình gấp bột hồi nãy đó mình để vô đây nó sẽ dính, rất là dính.
cho nên mình chuẩn bị một đôi đũa sạch nha. Cá cơm mình vừa chiên xong nè, nó có màu rất là đẹp luôn nè. Và nó giòn cũng rất là giòn luôn. Các bạn thấy nè, ở bên ngoài nó rất là giòn, ở bên trong thì nó mềm dẻo dẻo. Bây giờ mình sẽ đi pha nước sốt nha. Cho hết đường và hạt nêm. Và cho vào đây 2 muỗng canh nước. Khuấy đều lên. Và nước tương nữa. Các bạn ăn mặn thì có thể thêm nước tương nha. Còn mình sẽ sử dụng 3 muỗng cà phê nước tương. Đây là chén nước sốt của mình nè. Bây giờ thì mình đi xào sả ớt thôi. Bật một cái chảo dầu lên bếp. Sau đó mình cho sả vào phi cho thơm. Mùi sả phi thơm quá à. Phi một chút xíu thì mình sẽ cho nước sốt vào đây nha. Cho hết chén nước sốt này vào. Các bạn ăn cay nhiều á, để ớt trái thì nó rất là ngon luôn. Cái chảo sả ớt của mình nó đã hấp dẫn rồi nè, có màu đẹp nè và thơm nữa. Bây giờ thì mình cho cá cơm vào thôi. Đảo đều và cho cả sả vào nữa. Đảo đều tay lên trong một lúc cho phần cá cơm mình nó thấm hết gia vị. Hấp dẫn không các bạn? Rất là tiện lợi, rất là mau và rất là dễ làm luôn. Nguyên liệu này rất là dễ tìm luôn phải không? Chỉ cần một cái hoa chuối thôi là các bạn có thể thực hiện được món ăn rồi. Phần cá cơm của mình đã được rồi đó. Nó rất là thơm mùi sả luôn. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và mình mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Cá cơm này các bạn dùng để ăn với cơm nóng nè. Hoặc là các bạn để vào bánh mì. Bánh mì thì thêm một ít rau nè. Thêm một ít dưa leo hoặc dưa chua nữa. Thì rất là ngon luôn. Cá cơm giòn giòn nè, bên trong thì dai dai nè, màu thì hấp dẫn, thơm mùi sả và lại có vị cay nữa. Các bạn nhìn cái con cá cơm mình nè, có màu rất là đẹp luôn nè. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Và mình xin chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thành công trong công việc nha. Các bạn vui lòng like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ ủng hộ mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Bye bye.